gia hành trình của Bulala nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao hai miếng thủy tinh bị dính nước rồi lại không thể tách ra? Ai, chẳng muốn làm thế nào á. Nếu không phải tại cháu đá bóng á, làm hỏng cửa kính á, thì cần gì phải làm thế này hả? Lắp lại kính của cửa tốn biết bao nhiêu là tiền á, chú sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của cháu tháng này đó. Đừng mà chú. Chú ơi, cháu mang kính ra rửa xong rồi này. Ừ, mang một miếng ra đây cho chú. Con gái đúng là sức yếu mà. Để cho tớ nhìn nè. Tớ cũng chịu thua luôn. Nè, còn chê tớ nữa không? Hey, để cho chú. Chú đúng là anh hùng, khỏe gớm nha. Không phải chú khỏe đâu, mà là các cháu không biết cách mà thôi. Thủy tinh dính với nước, tại sao không tách ra nhau được vậy hả? Chuyện này chẳng liên quan gì đến phản ứng hóa học cả. Đó là do áp suất của không khí đó. Xung quanh trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày đặc. Lớp không khí này được gọi là tầng khí quyển. Không khí có thể chuyển động tự do như nước, đồng thời có thể chịu sự tác động của trọng lực. Do vậy á, bên trong không khí đều tồn tại áp lực theo các hướng. Áp lực này được gọi là áp lực của khí quyển đó. Thủy tinh khô, mặc dù trơn nhẵn, nhưng thực tế là bề mặt của thủy tinh vẫn còn bụi bặm li ti, hoặc là bản thân bề mặt thủy tinh cũng lồi lõm, không bằng phẳng, khiến cho giữa các kẽ hở của hai tấm thủy tinh vẫn còn tồn tại không khí. Sau khi bị dính nước, khe hở giữa hai tấm thủy tinh sẽ bị lấp đầy nước. Sau khi dính nước, trong khe hở gần như không còn không khí, cho nên á, hai tấm thủy tinh sẽ dính chặt vào nhau. Quá ra là xung quanh ta đều tồn tại áp suất của khí quyển hả? Mà tại sao chúng ta không bị áp suất đè nghẹt thở nha? Bởi vì cơ thể người cũng có khí áp. Khí áp này và áp suất của không khí á, sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Thật là đáng tiếc quá. Sao vậy Ban Thao? Tớ còn mong á, là áp suất của khí quyển có thể ép chú gầy đi một chút á. Ban Thao, ở đó nói linh tinh vậy? Mới đi làm việc cho ta. À, chú ơi, cháu đi vệ sinh tí xíu nè. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao đập nước lại có hình thang? Ôi, mưa to quá. Nhưng trên mặt đường không có nước đọng nữa kìa. Vì nước mưa đã chảy xuống đường ống ngầm hết rồi. Mà trên núi cao không có đường ống ngầm á. Nước chắc chảy ở đâu vậy? Trên núi không có đường ống ngầm, nhưng lại có đập nước, có thể ngăn nước ở trong hồ chứa nước đấy. Đập nước trông thế nào ạ? Nè, nó trông thế này này. Tại sao đập nước lại có hình thang ạ? Đúng đấy, bên dưới thì rộng, bên trên nó thì hẹp. Làm vậy là để cho đập nước có thể chịu được áp lực cao. Trên vách ống nước đục 3 lỗ, ở những độ cao khác nhau. Khoảng cách dòng nước phun ra ở ba lỗ này sẽ có sự khác biệt. Dòng nước từ cái lỗ ở cao nhất sẽ phun ra gần nhất. Dòng nước phun ra từ cái lỗ ở vị trí thấp nhất sẽ phun đi xa nhất. Điều này cho thấy nước càng sâu á, thì áp lực của nước lên vách ống càng lớn. Áp lực nước tạo ra với đập nước cũng như vậy. Càng xuống thấp thì áp lực càng cao. Đáy đập rộng và dày có thể chịu được áp lực tương đối lớn, lại làm cho đập nước trở nên chắc hơn. Thế nên kết cấu đập nước mới có hình thang như thế đó. À, chú ơi, nghe chú nói á, cháu liên tưởng đến chú giống như là một siêu anh hùng á. Ý, có phải ý của cháu á, là chú rất hiểu biết không? Trời đất ơi, có kiến thức về cái đập nước á, thì có liên quan gì đến chuyện làm anh hùng nữa chứ. Nè Bulala, tại sao cậu lại nói chú xứng đáng là anh hùng vậy? Bởi vì á,
thân hình của chú giống như cái đập nước vậy. Nếu có lũ lụt sẽ không bị nước cuốn trôi đi đâu. Chúng ta chỉ cần bám chắc vào chú là an toàn. Thế chẳng phải là anh hùng là gì? Bù la la, cháu đang triều chú phải không? Gì đây? Tại sao lại có mưa axit? Thật là tuyệt vời đó chú ơi. Chí nhớ ngoại hôm nay thật là vui quá à. Ê, trời mưa rồi. Mau, mau vào trong liều cho nó mưa đi. Chú ơi, mưa rất nhỏ mà. Sao phải vào trong liều ạ? Quanh đây có rất nhiều nhà máy, có thể có mưa axit đó. Hả? Mưa này có vị gì đâu mà. Vào trong liều trước đã. Chú sẽ giải thích cho các cháu nghe sau nha. Đây là một thuật ngữ khoa học, không phải vì có vị chua nên gọi là axit đâu. Ồ, thế tại sao lại có mưa axit ạ? Mưa axit xuất hiện cùng với sự gia tăng ô nhiễm do công nghiệp. Độ pH của mưa axit nhỏ hơn 5.6. Độ pH của nước tinh khiết là 5.6. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, một lượng lớn các khí ô nhiễm được thải vào trong không khí. Thành phần chủ yếu của khí thải từ nhà máy và xe hơi là lưu huỳnh dioxit và nitơ dioxit. Các chất khí ô nhiễm này sẽ kết hợp với hơi nước trong không khí và rơi xuống đất hình thành nên mưa axit đấy. Ở nước ngoài người ta còn gọi mưa axit là tử thần trong không trung đó. Ủa mà tại sao mưa axit này lại nguy hiểm thế hả chú? Mưa axit có thể phá hoại môi trường sinh thái, ăn mòn các công trình kiến trúc. Nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng đến cơ thể người đấy. Hả? Thế thì cháu cứ ở lì trong liều này cho lành. Mưa axit vẫn có thể gây bệnh cho người thông qua chuỗi thức ăn đó. Ôi thật là đáng sợ quá à. Vì vậy các cháu phải bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải độc hại. Sau này mà ra ngoài cứ dùng khăn thao làm lá chắn là yên tâm rồi. Bù la la, thả ta xuống, thả ta xuống ngay. Trời đất ơi, coi thằng Bù la la kìa, chịu nổi đó không? Nói gì đây? Tại sao bình giữ nhiệt lại có thể giữ được nhiệt? À, chú đi cho hàng về. Ôi, nóng chết mất. Khát quá à. Bù la la, rót cho chú một cốc nước mát đi. Dạ. Bù la la, đây là nước nóng mà. Ủa, nước đó cháu rót từ sáng tới giờ mà. Chẳng nhẽ đến giờ vẫn chưa nguội hả? Chú ơi, cháu có bỏ thêm một miếng đá nè, cháu uống vào đi. Thì tiên ngoan đó. Ù la la ơi, đây là bình giữ nhiệt, có thể giữ được nhiệt độ mà. Tại sao bình giữ nhiệt này có thể giữ được nhiệt độ? Nó không có gì khác biệt so với các bình nước thông thường đâu. Bởi vì bên trong của nó có một lớp chân không cách nhiệt đó. Bên trong bình giữ nhiệt là bình chứa bằng thủy tinh hai lớp. Giữa hai lớp thủy tinh này được hút hết không khí, trở nên thành chân không. Bên ngoài lớp ruột bình còn được mạ bạc hoặc là nhôm. Bản thân thủy tinh đã không dễ dẫn nhiệt rồi. Tầng chân không vì không có không khí nên không thể dẫn nhiệt, từ đó có thể ngăn ngừa được sự phát tán của nhiệt lượng đó. Lớp vỏ mạ bạc hoặc nhôm lại phản xạ nhiệt lượng bức xạ ra bên ngoài, quay ngược trở lại vào trong. Ngày hôm sau chú đi làm về. Bù la la, rót cho chú một cốc nước lạnh với, nóng quá đi mất. Bù la la, sao lại rót nước nóng hả? Ơ, nước rót ra từ bình giữ nhiệt mà lại lạnh thế à? Lần này cháu đã bỏ thêm một ít nước đá vào trong bình giữ nhiệt đó. Bình giữ nhiệt vừa có thể giữ nhiệt vừa có thể giữ mát. Bù la la biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống rồi đó. Ai chà, giờ lại muốn uống ít nước trà rồi. Nhưng mà hết nước sôi rồi chú ơi. Bù la la, chuẩn bị cho chú một ít nước sôi nha, chú pha trà uống mới được. Này chú phiền quá đó nha. Sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao gỗ có thể nổi trên mặt nước?
bà bên kia vậy? Hình như ở đây không có thuyền bè thì phải á. Vậy thì bơi qua thôi. Này khoan đã, Bu La La, chú chạy xiết nguy hiểm lắm. À, con trâu dơi, trâu biết bơi. À. Đây đây, bám chặt vào cái cây này. Chết chết tối rồi. Coi đó, đã không biết bơi mà còn làm bờ nữa. Cậu tưởng mình là khúc gỗ hả? Có thể nổi trên mặt nước hả? Ủa, gỗ có thể nổi trên mặt nước được à? Đương nhiên rồi, để chú cho cháu xem nha. Ờ, thân cây nặng thế, tại sao lại nổi trên nước được nhỉ? Mật độ gỗ thấp hơn mật độ có nước nè. Bất cứ vật thể nào muốn nổi trên mặt nước á, thì trọng lực của nó nhất định phải nhỏ hơn lực đẩy của nước tác động lên vật đó. Sức đẩy tác động lên vật tương đương với trọng lực thể tích nước nhất định bị vật này đẩy ra. Trọng lực của vật thể quyết định mật độ thể tích của nó. Khúc gỗ có mật độ nhỏ hơn so với mật độ nước. Phần gỗ chìm trong nước kết hợp với lượng nước khúc gỗ đẩy ra và mật độ nước sẽ cho chúng ta biết lực đẩy trên khúc gỗ là bao nhiêu. Trọng lực của khúc gỗ nhỏ hơn sức đẩy của nước, khúc gỗ sẽ nổi trên mặt nước. À, cháu hiểu rồi. Như thế có khi chúng ta có thể dùng cái thân cây chú tìm được á để qua sông đó đúng không ạ? Đúng đó, đúng là chú định lấy cái khúc gỗ đó để qua sông đó. Nhưng mà chú ơi. Gì đó Văn Thao? Cái thân cây ấy bị trôi đi mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, sao cháu không nói sớm? Không có cái cây đó chúng ta không thể qua sông được hả cháu? Đúng đó, nhất định phải lôi được nó về đây. Ơi, khúc gỗ ơi, đứng lại đi. Tại sao khi đột ngột phanh xe, cơ thể lại bị đẩy về phía trước? Hiện nay chúng ta đang dẫn đầu đó, cố lên nào, cố lên nha. Tớ sẽ cho mọi người thưởng thức bản lĩnh đua xe của tớ. Ý, cố lên nha, cẩn thận. À! Đau quá. Mỗi lần phanh xe gấp á, toàn thân lại đổ về phía trước. Tại sao thế nhỉ? Ai ai. Đó là bởi vì cơ thể của chúng ta có quán tính đẩy mà. Quán tính á, là tính chất duy trì trạng thái hoạt động hoạt tính vốn có của vật thể. Những chiếc xe đang chạy trên đường á, khiến cho xe và người ngồi trên xe đều có trạng thái chuyển động hướng về phía trước. Sau khi bóp phanh, mặc dù xe đã dừng hẳn, nhưng vật thể ở trên xe và thân xe là tách rời. Những vật thể ở trên xe vẫn duy trì trạng thái chuyển động, vì vậy sẽ đổ về phía trước. Quán tính lớn hay nhỏ có liên quan đến trọng lượng và gia tốc của vật thể. Trọng lượng và gia tốc càng lớn á, thì quán tính càng lớn. Ủa, mấy chiếc xe ban nãy trông quen thế nhỉ? Ơ, mà chúng ta vẫn đang thi đấu mà. Chúng ta bị rớt lại phía sau rồi kìa. Ơi, chỉ tại cái con thỏ đó kìa. Tại sao chúng ta không cảm nhận được sự chuyển động của trái đất? Nè, Bu La La, cậu hãy bám thật chắc nha. Được rồi. Sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu đi, Phương Phương. Ha. Hi hi, hãy xem tuyệt chiêu của tớ đây, xoay vòng tròn. Hi hi. Chóng mặt quá Văn Thao ơi. Hey, tớ tìm được các cậu rồi đó nha. Quá ra các cậu ở đây hả? Thủy tiên chánh ca, thủy tiên chánh ca. Đào quá. Văn Thao, chơi đu quay mà quay nhanh thế hả? Nguy hiểm lắm á. Lần sau không được phép làm như vậy nữa nghe chưa? Dạ, tại cậu ấy bảo cháu làm vậy á, để thử nghiệm cảm giác lực ly tâm á chú. Trái đất đang quay cũng có lực ly tâm, tại sao chúng ta không bị hất văng lên không trung nhỉ? Hơn nữa, chúng ta chẳng cảm nhận được sự chuyển động của trái đất nữa chứ. Hơi.
Đó là bởi vì lực hút của trái đất khiến chúng ta thành một thể thống nhất với trái đất rồi. Khi vật thể xoay tròn, sẽ sản sinh ra một lực thoát ly khỏi tâm quay. Lực này được gọi là lực ly tâm. Khi trái đất tự quay cũng sản sinh ra lực ly tâm. Nhưng bởi vì lực ly tâm nhỏ hơn lực hút của trái đất, nên chúng ta không bị hất văng lên không trung. Trái đất tự quay, lực hút trung tâm của trái đất hút chặt các vật thể trên bề mặt trái đất và quay cùng trái đất. Các vật thể trên trái đất cũng có một tốc độ chuyển động như trái đất. Những vật thể chuyển động đồng bộ sẽ khiến chúng đứng yên. Do đó, chúng ta không cảm nhận được trái đất đang chuyển động. Điều này cũng giống như khi chúng ta ngồi trên xe, tưởng rằng mình và xe không hề chuyển động. Nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết là xe đang chuyển động đấy. Này Bulala, lần này cậu quay cho tớ đi. Đợi đó, cháu làm bài tập về nhà chưa? Dạ chưa ạ. Vậy thì mau về nhà làm bài tập nha, ở đây chơi hoài. À, cháu muốn ngồi chơi một chút nữa mà. Chú ơi, cho cháu chơi một lát nữa đi. Các bạn ơi, hãy đăng ký và nhấn chuông để tham gia hành trình của Bulala nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao con lật đật không bao giờ bị ngã? Ủa, đây là cái gì vậy? Ừ? Sao ngộ quá vậy? Bulala, đang làm gì đó? Ủa, đây là cái đồ chơi gì thế? Sao tớ đẩy thế nào nó cũng không ngã vậy? Đây là bài tập thủ công của tớ và Thủy Tiên đó. Đó là cái con lật đật bằng quả trứng đó. Làm bằng quả trứng hả? Trứng gà hả? Nhưng mà nó đâu có thể đứng thẳng được. Tại sao con lật đật này không bị đổ nha? Vì ở dưới đáy quả trứng gà có một cục cao su. Nó đã làm thay đổi trọng tâm của quả trứng gà đó. Tất cả các bộ phận của vật thể đều chịu sự tác động của trọng lực. Xét từ khía cạnh hiệu quả, chúng ta có thể nhận thấy bất cứ bộ phận nào chịu tác dụng của trọng lực đều tập trung ở một điểm. Điểm này được gọi là trọng tâm của vật thể. Trong một vật thể đều, trọng tâm nằm ở trung tâm của vật thể. Vị trí trọng tâm càng thấp, vật thể càng ổn định. Trọng tâm của con lật đật bằng vỏ trứng thấp hơn trọng tâm của trứng gà. Do đó, con lật đật bằng vỏ trứng đứng vững hơn cái trứng gà. Khi con lật đật bị nghiêng, trọng tâm dâng cao, trọng lực sẽ khiến cho nó quay trở lại vị trí như ở trạng thái cân bằng. Do vậy, con lật đật dù có bị đẩy đổ cũng sẽ vẫn quay trở lại ngay vị trí ban đầu. Dưới tác dụng của lực cản không khí, con lật đật lảo đảo cuối cùng cũng trở lại trạng thái tỉnh như ban đầu thôi. Ồ, nhưng mà cậu làm thế nào để nhét cục cao su vào trong đó vậy? Ừ, hả? Hả? À, rồi xong. Xong con lật đật của tớ rồi. Này Bulala, là cục nhựa màu xanh hả? Này Bulala, trời ơi, tao khoét một cái lỗ nhỏ khó khăn lắm mới nhét được vào đó. Giờ cậu làm hư rồi, ngày mai tao lấy gì nộp cho cô đi hả? Tớ sai rồi mà. Cậu chết chứ tớ nè. Ít nhất á, cậu cũng phải đền cho tớ một cái trứng gà hoàn chỉnh đó nghe chưa? Tớ biết rồi, tớ đang cố gắng đây nè. Tại sao một cây tre nhỏ có thể bậy cả tảng đá to? Nhìn kìa, bên kia có một con hổ con kìa. Đuôi của nó bị đá đè rồi kìa, tội nghiệp nó quá à. Xem ra tảng đá này từ trên cao rơi xuống á. Chú ơi, nó có ăn thịt chúng ta không đó?
nó còn nhỏ thế này á, chẳng khác gì con mèo con đâu Bu La La à. Vậy thì chúng ta giúp nó đi. Các cháu đẩy thế này thì không ăn thua gì đâu. Thế thì chú thử đi ạ. Được rồi. Tiên ha, cháu qua đây nè, đè cái tre xuống đi. Dạ. Tiên thành đại lực sĩ rồi. Tớ đâu có dùng sức đâu, tại sao lại đẩy được cái tảng đá kia ra nhỉ? Chúng ta đã lợi dụng nguyên lý đòn bẩy đây. Nguyên lý đòn bẩy còn được gọi là điều kiện cân bằng đòn bẩy, tức là lực bẩy của hai đầu điểm tựa tạo thành thế cân bằng. Hai lực tác dụng lên thanh tre lớn hay nhỏ, tỷ lệ nghịch với tay đòn của chúng. Trọng điểm là điểm khắc phục lực cản. Lực cản là điểm chịu lực của thanh tre. Khi tay động lực lớn hơn tay lực cản để khiến đòn bẩy cân bằng, động lực này cần đến sẽ nhỏ hơn lực cản. Dùng một lực tương đối nhỏ là có thể bẩy được trọng tâm lên rồi. Khi tay động lực nhỏ hơn tay lực cản, để đòn bẩy đạt đến trạng thái cân bằng, động lực cần phải lớn hơn lực cản, phải dùng một lực tương đối lớn mới có thể đẩy được trọng điểm. Vì vậy gọi là đòn bẩy tốn sức. Khi tay động lực bằng với tay lực cản để đạt đến trạng thái cân bằng của đòn bẩy á, lực cản và động lực của hai đầu điểm tựa là phải bằng nhau. Đuôi của nó bị thương rồi nè, chắc phải đau lắm á. Được rồi, chúng ta mau đưa đó đến bệnh viện thú y để băng bó vết thương đi. Ôi trời ơi, chú ơi, mau thả con của nó xuống đi ạ. Trời ơi, chẳng lẽ là con của mẹ hay sao? Này này này, đừng có hiểu nhầm, bọn tao không có định bắt con của mày đâu ha. Thôi hổ con ơi, tạm thời mẹ ở đây nha. Vết thương của con hổ con thì sao ạ? Thôi thì cứ để mẹ nó giải quyết đi. Hú cả hồn luôn vậy. Tại sao có tiếng vọng lại khi ở trên núi? Wow, chỗ này không khí thật là trong lành, thoải mái quá. Cuối cùng cũng leo lên được cái đỉnh rồi. À, nhìn kìa, ở đây cảnh đẹp quá. Đứng ở trên này á, có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới á, thật là tuyệt vời. Đẹp quá. Ủa, cái giọng nói ấy giống của tao quá vậy? Có người ngoài hành tinh nào bên kia hả? Để tớ thử xem. Xin chào, tôi là Văn Thao. Xin chào, tôi là Văn Thao. Xin chào, tôi là Văn Thao. Hả? Bên đó cũng có người tên là Văn Thao hả? Không có đồng hương của Bu La La, cũng chẳng có một Văn Thao nào khác đâu. Đó chỉ là tiếng vọng lại mà thôi. Tại sao trong núi lại có tiếng vọng ra hả chú? Ngọn núi phía trước á, giống như một tấm gương, nó có thể phản xạ âm thanh trở lại đó. Khi âm thanh truyền đi mà va phải một vật thể tương đối lớn á, và phản xạ trở lại, những sóng âm phản xạ có thể tách rời với âm thanh gốc này, được gọi là tiếng vọng. Âm thanh phát ra truyền đến một mặt phản xạ, một phần năng lượng của sóng âm sẽ bị hấp thu, chỉ còn một số bộ phận bị phản xạ trở lại. Do đó chúng ta sẽ nghe thấy âm lượng tiếng vọng nhỏ hơn so với âm thanh ban đầu. Nếu mà âm thanh phát ra và tiếng vọng phản xạ trở lại truyền đến tai người chỉ nghe cách nhau 0.1 giây á, thì người nghe có thể phân biệt được âm thanh gốc và tiếng vọng. Nếu thời gian cách nhau chưa đầy 0.1 giây, chúng ta sẽ nghe hai âm thanh chồng chéo lên nhau, khó mà phân biệt ra được. Cảnh đẹp nên thơ thế này á, chú muốn ca một bài quá. Hả? Chú ơi, vậy chú cứ hát đi. Được rồi, để chú hát cho các cháu nghe nha. Khi ra về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người.
Âm thanh như thế này có thể coi là ô nhiễm tiếng ồn không vậy trời? Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của Bu La La để nhận được video mới nhất nhé.